Ánh Sao Vàng xin mến chào quý vị khán giả. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Các bạn thân mến, người châu Phi sinh sống ở khu vực địa hình nắng nóng, nên người dân ở đây sở hữu một làn da đen, một cơ thể cường tráng và sở hữu một hàm răng trắng sáng, chắc khỏe. Từ xa xưa, người dân châu Phi không dùng kem đánh răng như hiện tại, nhưng răng vẫn luôn trắng và rất ít gặp bệnh lý về răng miệng. Thế nhưng, có bao giờ bạn thắc mắc rằng những người bộ tộc sống trong rừng làm sạch răng như thế nào không? Và những phương pháp đó còn được dùng đến ngày nay hay không? Để khám phá rõ hơn thì Ánh Sao Vàng xin mời các bạn cùng theo chân Lindo tìm hiểu nha! Cách đánh răng của Lindo. Trong một video của Quang Linh Vlog, anh bạn Lindo đã nhiệt tình chia sẻ bí kíp làm trắng răng thần tốc. Video được công chiếu vào năm 2019, khi đó Lindo mới học tiếng Việt, nên khi chia sẻ bí kíp ngàn năm với các bạn còn nhiều ấp úng. Nhiều khán giả xem video cũng phải phì cười vì độ hài hước của Lindo. Lindo chia sẻ rằng để có một hàm răng trắng cần có những nguyên liệu sau đây: một chút bột thang, cà chua, chanh và kem đánh răng. Tiếp theo đến phần pha hỗn hợp kem đánh răng tự nhiên. Lấy quả cà chua vắt lấy một chút nước, sau đó cho thêm một chút nước cốt chanh, một chút bột thang đen và một lượng vừa phải kem đánh răng. Tất cả mọi thứ đều được Lindo án chừng cho đến khi nào các cụ bảo ok được rồi là được. Bước tiếp theo vô cùng quan trọng đó là quay tay vận may sẽ đến. À mà nhầm, quay tay trộn đều hỗn hợp, cho tất cả những nguyên liệu hòa trộn lại với nhau. Bước cuối cùng là dùng bàn chải đánh răng, đánh trong vòng từ 5 đến 10 phút, sau đó rút miệng lại với nước lọc là bạn đã có một hàm răng trắng phau. Lindo khuyến cáo, có anh em nào làm theo thì chỉ nên đánh hỗn hợp này 2 lần trong một tháng thôi nha, tránh hỏng men răng và gây tổn thương lợi vì chanh và cà chua chứa nhiều axit. Sau khi video này được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, nhiều bạn đã để lại bình luận rằng, bạn Nguyễn Hòa bình luận, hay quá, đang định tìm clip này để làm trắng răng. Lindo dễ thương ghê. Bạn Quốc Sơn thì nói rằng, kênh Quang Linh Vlog chưa bao giờ làm tôi hết cười, chán đời mở video ông Linh ra xem là thấy đầy ý nghĩa. Các bạn không chỉ khen Lindo chia sẻ cách đánh răng hay, mà còn khen Lindo nói tiếng Việt rất hay. Vào thời điểm đó, Lindo vẫn còn nói vấp rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn mà Lindo nói được tiếng Nghệ An như vậy cũng là quá siêu rồi. Đó là thời điểm 2019 thôi, còn bây giờ Lindo nói tiếng Việt ngang với phát thanh viên và phóng viên rồi. Vừa rồi là cách làm trắng răng tự nhiên mà Lindo chia sẻ, tuy nhiên cách làm này cũng đã có sự can thiệp của kem đánh răng hiện đại. Ngay sau đây sẽ là cách đánh răng siêu trắng, không mất tiền mà lại rất thân thiện với môi trường, đó chính là tẩy trắng răng bằng bàn chải làm từ thân cây. Chúng ta biết rằng nền kinh tế của châu Phi tương đối lạc hậu, kem đánh răng và bàn chải đánh răng là những vật dụng cần thiết hàng ngày. Thực tế thì không phải ai ở châu Phi cũng có thể sử dụng bàn chải đánh răng, dù sao thì răng miệng cũng cần được vệ sinh sạch sẽ. Nhìn chung, họ đều có hàm răng trắng. Điều này có phải vì họ da đen? Đại đa số người châu Phi có hàm răng trắng phau, và các nhà sản xuất kem đánh răng lớn thường sử dụng người châu Phi để quảng cáo kem đánh răng. Trên thực tế thì độ trắng của răng phụ thuộc vào việc vệ sinh hàng ngày, nhưng nhiều người châu Phi không dùng bàn chải và kem đánh răng, vậy họ có phương pháp làm sạch răng như thế nào? Ở Trung Quốc cổ đại, muối và cành liễu thường được dùng để làm sạch răng. Ở châu Phi cũng có những thanh gỗ chuyên dùng để làm sạch răng. Thanh gỗ nhỏ này còn được gọi là soso, có nghĩa là sạch sẽ. Loại cây mà người châu Phi sử dụng để làm sạch răng đó là cây nhai địa phương, rất giàu chất xơ. Ngoài ra, nhựa của loài cây này cũng có khả năng làm sạch các lớp men trên bề mặt răng rất tốt. Tương tự với kem đánh răng, các nghiên cứu cho thấy những nhánh cây này đều tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh nướu răng, chống lại các mảng bám tốt hơn, từ đó làm sạch răng an toàn. Gỗ nhai là một khúc gỗ nhỏ, một nhánh của cây arrack. Để sử dụng cây nhai làm bàn chải, trước tiên người dân châu Phi tước hoặc nhai phần vỏ phía trên khoảng 1,2 cm, sau đó nhai que để các sợi bắt đầu tách ra. Người dân sử dụng chất xơ này để đánh răng như bàn chải đánh răng thông thường. Nếu đầu bàn chải bị bẩn hoặc bị rối, người dân sẽ cắt bỏ phần đó đi và bắt đầu làm lại chiếc bàn chải mới. Qua thông tin mà Ed đã tìm hiểu thì các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng người Ai Cập cổ đại xưa thường dùng cây gậy nhai để làm sạch răng. Không chỉ chải răng, người Ai Cập còn biết kết hợp với bột đá bọt và chất có tính chua để làm sạch răng miệng. Đây được cho là nền tảng để xuất hiện kem và bàn chải đánh răng sau này.
Được biết, giới khảo cổ học đã phát hiện ra khá nhiều dấu vết của những cây gậy nhai này trong ngôi mộ của người Ai Cập cổ. Ở các nền văn hóa khác nhau thì người ta sử dụng những que gỗ từ các loại cây khác nhau, đặc biệt là loại cây có mùi thơm. Những que nhai này đã được sử dụng hàng nghìn năm. Lần đầu tiên chúng được tìm thấy là từ thời Babylon cổ đại, 3.500 năm trước công nguyên. Đồng thời chúng cũng được tìm thấy ở Trung Quốc, 1.600 năm trước công nguyên. Phương pháp tẩy trắng răng bằng mía. Ở Việt Nam thì nước mía là thức uống được nhiều người lựa chọn làm nước giải khát trong những ngày nắng nóng. Ngoài ra, mía còn có tác dụng làm sạch răng, lưỡi nếu như bạn ăn trực tiếp cả cây mía mà không ép lấy nước. Ở một số nước thuộc châu Phi, người dân nhai mía từ bất cứ vị trí nào trong miệng, kể cả răng cửa, răng nanh, mục đích đơn giản là để ép phần nước mía chảy ra. Theo nhiều nha sĩ thì việc ăn mía thực chất không khác gì đang tiêu thụ một lượng đường tương đối lớn. Điều này khiến cho nhiều người băn khoăn không biết rằng ăn mía ngọt tại sao lại có tác dụng làm sạch được răng miệng. Thực chất thì chính thành phần đường trong mía lại có tác dụng dung hòa lượng axit bên trong khoang miệng, vốn là thủ phạm dẫn tới nhiều vấn đề về sức khỏe răng lợi. Một lưu ý quan trọng là, để tránh tác dụng phụ của đường mía có thể gây mòn men răng, bạn nên uống thật nhiều nước cũng như súc miệng thật sạch sau mỗi lần nhai. Đồng thời thì chế độ ăn ở nhiều vùng của châu Phi cũng rất tự nhiên. Hầu như tất cả các loại thực phẩm ở châu Phi đều được nướng và luộc, ngoài trừ muối, thì có rất ít gia vị đã qua chế biến. Nhìn chung thì mặc dù nhiều người châu Phi không sử dụng kem đánh răng và bàn chải đánh răng, nhưng họ đã sáng tạo cho riêng mình những cách vệ sinh răng miệng độc đáo. Độ trắng của răng đòi hỏi sự duy trì hàng ngày, do đó đừng nghĩ đơn giản người dân châu Phi có hàm răng trắng chỉ vì họ da đen. Muốn có được một hàm răng trắng và đẹp thì việc đánh răng là vô cùng cần thiết. Cái răng, cái tóc là gốc con người. Người xưa đề cao việc chăm sóc răng và tóc đến mức chỉ nhìn vào đó là có thể đánh giá được nhan sắc, thậm chí cả tính cách nữa. Người Việt Nam xưa phần lớn nhuộm răng đen, cả đàn ông và đàn bà, nên để bảo vệ nó đơn giản chỉ cần đến tăm và cau khô mà thôi. Nhưng sau này thế giới phát triển, phát minh ra nhiều loại bàn chải đánh răng, kem đánh răng và các dịch vụ chăm sóc răng. Dù cho bàn chải có ở dạng nào đi nữa, thì mục đích chính vẫn là để loại bỏ những vi khuẩn gây hại bám trên răng miệng, giúp cho hàm răng thêm chắc chắn và trắng sáng hơn. Việc chải răng thường xuyên giúp cho răng giữ được độ bám với phần nướu bên dưới, giúp cho nướu thêm khỏe mạnh. Bên cạnh đó thì độ pH trong khoang miệng cũng được kiểm soát một cách tuyệt đối nhờ vào những phương pháp có phần thô sơ nhưng vô cùng hiệu quả này. Vâng, và vừa rồi S đã giới thiệu đến các bạn những cách làm trắng răng độc đáo của người châu Phi. Bạn có biết cách làm trắng răng nào khác thì hãy chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận cho S cùng biết với nhé. Các bạn cũng đừng quên đồng hành cùng Ánh Sao Vàng bằng cách nhấn đăng ký kênh và hãy bật ngay nút chuông thông báo để cùng cập nhật những video hay và thú vị tiếp theo. Còn bây giờ thì Ánh Sao Vàng xin mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.